Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhân đạo và đời sống kỳ cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò nòng cốt là cầu nối và điều phối các hoạt động nhân đạo từ thiện tại địa phương, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu luôn đồng hành sẻ chia với người nghèo, người yếu thế trong xã hội, giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Các hoạt động nhân đạo của hội luôn đổi mới, bám sát cơ sở, từ đó đã thu hút các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia tích cực. Những ngày này, khi năm hết, Tết sắp đến, cũng là lúc các cấp hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo để chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục Nhân đạo và đời sống về những hoạt động ý nghĩa của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu diễn ra trong những ngày gần đây. Xác định hoạt động nhân đạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu đã đẩy mạnh triển khai nhiều hoạt động như công tác xã hội nhân đạo, phòng ngừa và ứng phó thiên tai thảm họa, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, hiến máu tình nguyện. Các phong trào hoạt động do Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức có sức lan tỏa sâu rộng và tạo dấu ấn mạnh mẽ, qua đó đã khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Với phương châm Hội Chữ thập đỏ vì mọi người ở mọi nơi, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống, qua đó tạo sức lan tỏa trong thực hiện công tác nhân đạo trong nhân dân. Những ngày cuối năm này, bà con ấp Xẻo Lá, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi vui mừng phấn khởi vì đã có cây cầu bê tông vững chắc để đi lại, không còn lo sợ phải đi cầu khỉ tạm bợ như trước đây. Đây là một trong những nhịp cầu yêu thương do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Ban Từ thiện Phật giáo thành phố Bạc Liêu xây dựng tặng cho bà con nơi đây. Tổng kinh phí xây dựng cầu trên 150 triệu đồng do Ban Từ thiện thành phố Bạc Liêu vận động tài trợ 100 triệu đồng. Số tiền còn lại do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động vốn đối ứng. Được khởi công vào giữa tháng 11, cầu mới có chiều dài 27m, ngang 2m và hoàn thành sau hơn 1 tháng thi công, giúp cho việc đi lại, học hành của các em học sinh và việc vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện, dễ dàng hơn. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng 20 phần quà cho hộ dân khó khăn, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng. Ngoài ra, các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân còn trao tặng xe đạp cùng những phần quà ý nghĩa cho các em học sinh nghèo và bà con nơi đây. Nghe được cái thông tin là Hội Chữ thập đỏ mà cho cây cầu á, dân rất mừng. Vì đường đây con thấy ở đây đi tới cái giày nó rất xa, rồi đường buôn bán chuyên chợ của học trò đi cũng khó, rồi người dân đi cũng rất khó. Bây giờ được như vậy thì quá mừng rồi. Kết hợp với Chữ thập đỏ tỉnh xây ra cầu này, tôi cũng mong muốn tới đây thì giữa Chữ thập đỏ và Ban Từ thiện chú sẽ gắn kết với nhau để làm được nhiều, ngoài những cái cầu, những cái công trình khác nữa, để được cho bà con người nghèo ở trong tỉnh mình được đỡ khổ hơn. Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các tổ chức, các doanh nghiệp và Mạnh Thường Quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần giúp đỡ thế hệ trẻ, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Là một trong những đơn vị luôn đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bạc Liêu trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, với phương châm vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Suốt hơn 5 năm qua, Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ người dân nghèo và các em học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Thông qua các chương trình như trao tặng học bổng học sinh sinh viên, xây nhà, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, nuôi trẻ mồ côi, cấp phát thuốc miễn phí. Đặc biệt bằng tình cảm và tấm lòng yêu thương, mong muốn giúp các em học sinh nghèo học giỏi, có điều kiện vươn lên trong học tập. Trong năm học 2023-2024 này, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục hỗ trợ học bổng cho các em học sinh sinh viên nghèo hiếu học tại tỉnh Bạc Liêu. Đây là món quà ý nghĩa nhằm động viên tiếp thêm sức mạnh để các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại, cố gắng vươn lên thực hiện ước mơ và hoài bão của mình để có một tương lai tươi sáng. Tôi rất vinh dự khi được đại diện cho Quỹ Thiện Tâm của tập đoàn Vingroup để trao học bổng cho 130 trường hợp các em học sinh học giỏi. Thì Quỹ Thiện Tâm thì đã đồng hành cùng với Hội Chữ thập đỏ cũng như là tỉnh Bạc Liêu từ những năm 2008 rồi. Thì đến ngày hôm nay chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều trường hợp, trong đó quỹ học bổng đã lên đến 4 tỷ đồng. Đó là những cái đóng góp rất là thiết thực và những cái mong muốn của chúng tôi, muốn giúp cho các em có được một cái hoàn cảnh
thuận lợi hơn, có thể phát triển được cái việc học của các em để đóng góp cho xã hội. Thì một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ đã phối hợp cùng chúng tôi để mang lại một cái chương trình hết sức ý nghĩa này. Con cảm thấy rất là vui và xúc động, tại vì cái này cũng là một phần để giúp cho con tập trung học tập, với lại hỗ trợ gia đình con những lúc mà khó khăn. Nên con cũng cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ đã làm cầu nối cho tụi con nhận được những suất học bổng này. Con rất là... cảm ơn Quỹ Thiện Tâm. Dạ, con cảm ơn Quỹ Thiện Tâm đã hỗ trợ con từ rất lâu. Và con cũng mong là sẽ hỗ trợ thêm nhiều bạn như hoàn cảnh của gia đình con nữa. Và con xin hứa là sẽ cố gắng học tập để đạt được nhiều thành tích đáng có và sẽ được nhận thêm học bổng này nữa. Hoàn cảnh gia đình con khá là khó khăn cho đến hiện tại, và cuối cùng thì học bổng này đã đến với con để giúp con có một phần động lực để vươn đến tương lai, khắc phục những sự khó khăn của gia đình bằng phần quà ý nghĩa. Nhờ có học bổng này mà con có thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua khó khăn hiện tại. Bên cạnh việc hỗ trợ giúp các em học sinh sinh viên nghèo có điều kiện học tập, nhiều năm qua, với sự tài trợ của Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bạc Liêu đã xây tặng hàng trăm căn nhà chữ thập đỏ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp họ có được một mái ấm vững chắc để an cư, ổn định cuộc sống. Được sự tài trợ của Quỹ Thiện Tâm, mới đây, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức khởi công xây dựng nhà chữ thập đỏ cho 3 hộ dân ngụ tại xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long. Mỗi căn nhà được hỗ trợ với số tiền là 60 triệu đồng. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn và tinh thần tương thân tương ái, cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, những người thiếu may mắn trong xã hội, động viên họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt cho đơn vị tài trợ, lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bạc Liêu mong muốn sau khi có được mái ấm để an cư, các hộ dân cố gắng lao động vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Về phía chính quyền địa phương cũng cho biết sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ để các hộ gia đình vượt qua khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của xã trong thời gian tới. Đảng ủy, ủy ban dân xã đặc biệt là quan tâm, chia sẻ rồi đồng hành với những cái hộ có hoàn cảnh khó khăn, mà nhất là đối với hộ nghèo. Đặc biệt là hôm nay đối với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh thì cũng có đồng hành, chia sẻ đối với xã Phong Thạnh Tây B về cái công tác nhà ở cho hộ nghèo. Thì hôm nay Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đến đơn vị xã Phong Thạnh Tây B, đặc biệt là đối với ấp 4 và ấp 9A thì có trao tặng là 3 cái căn nhà cho 3 cái hộ nghèo. Thay mặt cho đảng ủy, ủy ban dân xã thì cũng cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh có cái đặc biệt quan tâm đối với đơn vị xã Phong Thạnh Tây B. Cái mơ ước một cái căn nhà để mà cho các con em để che nắng che mưa tuổi nhỏ, đó là một cái ước mơ đầu tiên của em. Từ cái hôm mà được trên xã thông báo em chuẩn bị là có nhà tài trợ để cho xây nhà, thì nói chung là em rất là vui và rất là hạnh phúc, có thể là không ngủ được. Cho nên là vừa mừng mà vừa vui mà vừa cũng thầm biết ơn nữa, nhưng mà cũng hồi hộp không biết đó là cái sự thật hay không nữa. Nó thật sự luôn. Thì hôm nay điều đó cũng đã xảy ra và nói chung là em đứng đây em rất là cảm ơn. Nhà cũng dột nát hết, không có chỗ nào mà để, mưa là phải ngồi lựa chỗ mà ngồi. Rồi bây giờ bên tài trợ Chữ Thập Đỏ cho ngày này hôm nay là mừng lắm. An tâm để không còn lo sợ dột nát nữa hết. Tôi thì khó khăn, ba đứa con thì đi ăn học, còn chồng đi làm hò, còn tôi thì đưa con đi học. Bây giờ là tôi được cái nhà tôi rất là mừng, tôi vui lắm. Tôi mơ ước là tôi có cái nhà ở hạnh phúc, vợ chồng tôi ở, không có đi làm, đưa khách tôi vui mừng. Nhằm giúp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn nước uống sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng tránh được dịch bệnh, đồng thời giảm bớt thời gian đun nấu nước chính, tiết kiệm được phần nào chi phí trong sinh hoạt hàng ngày, góp phần bảo vệ môi trường. Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bạc Liêu cũng đã kết nối vận động công ty cổ phần xúc tiến và phát triển bền vững, trao tặng hơn 66.000 bình lọc nước được sản xuất theo công nghệ truyền thống của Nhật Bản với tổng trị giá trên 58 tỷ đồng cho người dân ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đây cũng là một trong những công trình phần việc hưởng ứng phong trào Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn 2024 của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bạc Liêu. Chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng tỷ lệ người dân nông thôn trong tỉnh tiếp cận nước sạch, là điều kiện để các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Tại chương trình tiếp nhận và trao tặng thiết bị lọc nước miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh, các nhân viên kỹ thuật của công ty Shipco cũng đã hướng dẫn bà con về cách thức bảo quản sử dụng thiết bị lọc nước sao cho hiệu quả. Theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, công ty sẽ hoàn thành giai đoạn 1
trao tặng thiết bị lọc nước cho 22.000 hộ dân ở vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hội chữ thập đỏ tỉnh là đơn vị tiếp nhận và phân bổ số lượng cho các huyện trong tỉnh. Chương trình tiếp cận nước uống an toàn do công ty cổ phần xúc tiến đầu tư và phát triển bền vững triển khai tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long. Ở giai đoạn 1 thì công ty cũng đã triển khai 600.000 thiết bị lọc nước cho người dân ở các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh và Đồng Tháp. Và tiếp tục ở giai đoạn 2, từ cái sự thành công của giai đoạn 1 thì tiếp tục ở giai đoạn 2 triển khai 300.000 thiết bị lọc nước cho các cái hộ dân ở tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang và ở Vĩnh Long. Thì đây là một cái chương trình mang lại ý nghĩa rất to lớn cho các cái hộ dân, đặc biệt là đối với những hộ dân ở vùng sâu, vùng xa và những hộ dân chưa tiếp cận được với cái nguồn nước uống an toàn. Thì mong rằng là qua cái thiết bị lọc nước, đây là những cái thiết bị có rất là hữu dụng ở trong hộ gia đình của chúng ta, và hy vọng rằng đối với những thiết bị này sẽ giúp cho hộ dân của chúng ta tiếp cận được cái nguồn nước uống an toàn, và thông qua việc sử dụng cái thiết bị này thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái việc mà đun nước uống trực tiếp, và như vậy thì sẽ giảm đi được cái lượng CO2 thải ra môi trường từ cái việc đun nước mỗi ngày của người dân. Và đến hôm nay dự chương trình ở tại tỉnh Bạc Liêu thì công ty cũng rất vui mừng khi được tỉnh hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận, và người dân cũng rất vui mừng khi mà nhận được cái thiết bị lọc nước của công ty, và mong rằng là đây là những cái thiết bị mà có thể giúp cho người dân tiếp cận được cái nguồn nước uống an toàn và bảo vệ được cái sức khỏe, và đồng thời cũng tham gia vào trong công cuộc chống biến đổi khí hậu. Với địa bàn vùng sâu vùng xa, việc tiếp cận nguồn nước sạch vô cùng quan trọng. Vì thế, khi đón nhận bình lọc nước từ đơn vị tài trợ, người dân rất phấn khởi, giúp họ sử dụng nước an toàn và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Đại diện cho bà con ở trong khu vực của huyện Hòa Bình rất vui mừng được sự quan tâm và giúp đỡ của Hội Chữ Thập Đỏ Bạc Liêu và công ty cổ phần đã giúp đỡ cho chúng tôi được bình lọc nước. Đây là chúng tôi rất phấn khởi, bởi vì đây là những thiết bị này chúng tôi dùng để bảo đảm an toàn về vấn đề vệ sinh, về nước uống, nguồn nước uống để cho phòng được dịch bệnh. Tôi rất là cảm ơn. Thì tôi cũng xin thay mặt của bà con được nhận những thiết bị lọc nước này. Cảm ơn Hội Chữ Thập Đỏ và nhà tài trợ đã quan tâm đến vấn đề về nguồn nước để chúng tôi lọc sống là bảo đảm sức khỏe. Sinh sống mọi người về sau này tôi cũng muốn sự quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn của Hội Chữ Thập Đỏ và nhà đầu tư. Gia đình hàng ngày thì sử dụng nước cái bình xanh rồi đó, bình lọc nước đó. Rồi bây giờ nếu mà có sự hỗ trợ của nhà nước thì nó đỡ tốn kém nhiều. Một tháng thì sử dụng trong nhà là 5 bình coi như là nó khoảng 50-60 ngàn. Rồi bây giờ có cái bây giờ thì nếu có cái bình này thì mình không có tốn cái ba cái chi phí tiền nước nữa. Rồi bây giờ thì có sự hỗ trợ cái lọc nước này thì tất cả coi như gia đình tôi, mấy gia đình dân khác người ta rất là cảm ơn. Lực lượng dân phố thường trực thì cũng có đôi lời cảm tạ tất cả các nhà hảo tâm và tất cả các mạnh thường quân để giúp đỡ, để là trao quà tặng cho tất cả lực lượng của chúng tôi bình lọc nước. Trước kia thì gia đình tôi mua nước lọc thì cũng tốn kém phần thèm, hôm nay được nhà hỗ trợ để cho tặng quà cho tôi, anh em tôi một cái bình lọc nước đỡ tốn tiền chi phí hơn nữa. Kinh tế gia đình tôi thì khi mua được bình lọc nước cũng hơi khó khăn. Thì cũng nhờ ở mạnh thường quân hỗ trợ thì mua lọc nước về thì chúng tôi cũng được là cái một cái phần đỡ, phần vốn nào phần đó, một số tiền đó thì cũng rất cảm ơn. Từ đây đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo giúp người nghèo, người yếu thế trong xã hội được đón một cái Tết đầm ấm đủ đầy để không ai cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Những việc làm ý nghĩa và thiết thực của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đã vun đắp giá trị nhân đạo để hoạt động nhân đạo từ thiện tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.